Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý nhà hảo tâm, quý vị nhà hảo tâm mắt hàng nghìn cuộc đời can ga, kính thưa quý vị ân nhân ẩn danh, hôm nay nhóm cần nguyện của Cao Cơm Chay từ thiện mắt hàng nghìn cuộc đời Bến Tre đã nhận số tiền của quý vị các ẩn danh hôm nay đã ghi đến tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, được biết bà cụ Nguyễn Thị Kim 86 tuổi, bà thì lớn tuổi thì cũng bệnh hoạn, cũng khó khăn đi lại không được, thì thường xuyên ở nhà thì có người con trai tên họ tên gì vậy? Út Đẹp Quỳnh Văn 13 Út Đẹp hả? Dạ, yeah, đến 12 người con nữa hả? Tháng 13, còn đứa em 14. Ừ, 13 người con luôn. Rồi sao nghe nói không có vợ hả? Đã là vợ. Nga nhiêu tuổi rồi? Ờ, có mà cũng thôi lâu rồi nữa. À, hả? Có con kiến gì không? Dạ không. Ừ. Bây giờ vậy ở ngôi với bà già vậy hả? Coi bà già. À, rồi hàng ngày mận gì? Không mận gì đâu nghe. Trời ơi, sướng hả? Không mận gì trắng hả? Bệnh. Bệnh gì? Bệnh tim hả? Chứ không phải bệnh còi vợ hả? À, không phải. À, thì bà bệnh này nằm bao lâu rồi? Từ hồi ông mất về năm nay 7 tháng 5 rồi. À, thì ông mới mất 7 tháng 5 nay, đầu bà suy yếu năm. Luôn. Ông mười mấy năm rồi. À. Rồi đó ông có bệnh hoạn gì không? Ông thì bị phổi. Rồi vậy cái bà bệnh coi kiểu như vậy là coi như không có đi khám, không có trị bệnh, là đâu biết bà bệnh gì hả? Dạ, lúc trước thì đi xuống bệnh viện là bị cái sạn cột sống mà gì? Bác sĩ nó mổ không được. Cột sống thì vô chứ đâu có sạn. Này bác sĩ khám nó sạn như nhánh gừng vậy. Vô thì vô cột sống, còn sạn thì sạn mạch, sạn thận chứ không có sạn đâu hết trơn á. Còn cái sạn sạn thận nhánh gừng đó. Vô vậy nó sống. Vô cột sống á. Mà nó mọc ngắn, nó giờ bà không có sức khỏe mổ không được. Cho thuốc giảm đau vậy thì vậy thôi. Bây giờ bà ngồi cũng được, nãy vô thấy bà ngồi cũng được, phải đỡ vậy. Thì hôm nay tôi thì ở bên tỉnh Cơm Chay từ thiện có mắt nhìn cuộc đời Bến Tre, ở ngay trong chỗ chốt mình xanh đỏ bệnh á, được biết mấy anh em thiện nguyện đây thì giới thiệu đây bà cụ bệnh khó khăn á, hôm nay tôi thay mặt cho nhóm để đến tặng cho bà một phần quà này là 1 triệu đồng, thì trong này chục gạo cũng như phần mì là 300.000 đồng. Giờ 700.000 đồng tiền mặt. Thì hôm nay thì tôi thay mặt cho nhóm để tặng cho bà, thì anh có câu lời gì cảm ơn quý nhà hảo tâm không? Dạ, trước hết thì em cũng cảm ơn là những anh ở đây đã giới thiệu cho hội từ thiện đến để làm từ thiện cho bà già. Em cũng rất là cảm ơn hội đã lại giúp đỡ cho bà. Thì đôi cũng khó khăn quá. Thưa quý vị, thì gia đình cũng có gửi lời cảm ơn, kính chúc quý vị được vui khỏe, kính chúc gia đình của quý vị ẩn danh được nhiều sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, mừng ăn phát tài phát của, cái mở hồ bao quốc thí giúp những hoàn cảnh đặc biệt và được nhiều hơn nữa, để hỗ trợ cho mắt nhìn cuộc đời Bến Tre có kinh phí để làm cỏ ra giúp những hoàn cảnh đặc biệt như vậy được nhiều hơn. Có nhiều kinh phí thì có lẽ mình đi Vĩnh Long đi này kia nhiều chỗ nữa, cũng đang chờ đợi và kêu réo, thì cũng kính mong quý vị cũng chung tay cùng nhóm. Mến chào cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật.